Cái nó bị lộn kia mình phải ra mình chỉnh lại diều. Bây giờ ra dây dài dài tí giật nha anh em nhé. Anh em một phát này có lên không ạ? Không lên thì phải 2-3 phát mới lên anh em ạ. Còn đang bị dây nó vướng vào cái mô đất kìa. Nếu mà gió đẹp mà để tầm này lên được rồi anh em ơi. Đây giật luôn nha anh em nhé. Giật luôn đi. Lên rồi anh em. Lên rồi, lên rồi. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ nhả dây cho nó lên anh em ạ. Hello, xin chào anh em nhé. Xin chào anh em đã quay trở lại kênh Văn Phú Vlog. Hôm nay lại bắt con đại trà 20 rưỡi ra chiến anh em ơi. Con này là mình thả xong rồi và mình cứ buộc nguyên vào đây thôi. Mình cũng không tháo ra hay làm gì cả. Cái này sáo hơi lệch anh em này, nó hơi bên này hơi cao một chút. Bây giờ mình sẽ cưới cái này ra và chỉnh lại sáo mang đi thả nha anh em nhá. Hôm nay là chín gió bắc ấy, nhưng mà gió bắc hôm nay hơi yếu anh em ạ. Gió bắc hôm nay yếu quá, gió bắc hôm nay nó nhẹ nhẹ thôi, nó cũng không gió bắc to. Nên tí nữa mang ra bay thử cho anh em xem nữa, xem là con này là có chiến được không anh em nhá. Rồi ok, bây giờ mang ra thả cho anh em nhá. Con này thả xong rồi về mình cứ buộc mình để một chỗ anh em ạ. Bây giờ mình sẽ mang sang cái đồng bên kia thả anh em nhé. Một mình giật con đại trà này xem nó có lên không. Hôm nay gió cũng không được to lắm, gió phe phẩy đấy. Nhưng mà mình nghĩ chắc là lên được. Lên được thì hay quá để cho mọi người xem đại trà nhá anh em nhé. Đại trà này thả rất là sướng. Đại trà này thì là nó diều nó đựng nhiều gió nên nó dễ lên, nó không những giống khác. Nên gió bé nó cũng lên được anh em nhé. Rồi anh em cùng xem siêu phẩm đại trà 20 rưỡi cộng hòa âm D45 của mình nhá. Anh em mới đến đồng anh em ơi, đến chỗ cánh đồng mình hay thả rồi đấy. Đây là anh em này, mình chuyên thả chỗ này nhé. Hôm qua trời mưa ấy, nay đất nó hơi bẩn ấy, đi nó hơi khó. Bình thường là mình toàn thả đây hết đấy, anh em nhá. Gió đông thì mình thả đây, gió bắc mình thả đây. Thì có những buổi đi giao lưu ở chỗ khác ấy, thì anh em lại tập trung một chỗ thả anh em nhá. Bây giờ mình sẽ để ở diều ra đằng kia, ra đằng xa xa kìa. Để mình để đặt đấy xong mình giật dây nhá, mình cho dài dây xong mình giật cho nó lên anh em nhá. Gió là cũng ok đấy, khả năng là lên được đấy anh em ạ. Hóng mấy hôm nay rồi, hóng cái trận gió bớt ngày nay để về để thả. Thế nhưng mà gió hôm nay nó không được to lắm, đài báo nó chỉ tầm 8 đến 15 thôi, nó cũng giật không được to anh em ạ. To nó phải tầm 30-40 cơ, nó gió nó mới to, giật nó mới phê anh em nhá. Bây giờ anh em cùng xem mình thả diều nhá. Xa xa kia là ngọn cầu mới lại cây xoan, là gió to luôn anh em nhá. Đồng bụi tre nữa kìa. Gió cực kỳ to, nó anh em nhìn thấy không? Không biết là về đằng này thả như nào, nhưng mà đằng này nó hơi bị khuất một tí gió nha anh em ấy. Nhìn cây kia gió thổi thôi rồi luôn. Hôm nay là hứng cũng là chắc là cũng được một pha thả diều là cũng phải phê đấy anh em ạ. Bây giờ mình sẽ mang cái chiếc diều này ra đằng kia nhá, đằng cái cây đằng kia kìa. Xong mình đặt đấy xong mình giật tay lên anh em nhá. Mình cho dây dài ra xong mình giật tay cho nó lên, xong mình ra dây dần dần nha anh em nhá. Ok rồi anh em ơi, mình đã đến chỗ để đặt diều để thả giật dây anh em ạ. Chỗ này cũng khá là ok. Bây giờ mình sẽ để chiếc diều dưới đất này. Đấy, xem mình sẽ để thế này em nhá. Xong tí nữa mình kéo dài dây ra đằng kia ấy, xong mình giật tay lên ấy là nó tự lên nhá. Cái giống đại trà này thì không cần phải tung anh em ạ. Chỉ cần giật tay nó cũng lên. Nếu mà bạn nào giật khéo là nó lên ấy. Nhưng con đại trà này của mình ấy, mình toàn giật tay một mình thôi anh em ạ. Cũng khá là thú vị đấy. Thả cái diều này rất là hay. Hay ở cái chỗ là diều này là nó có thể giật tay lên, không cần phải người tung hay là không. Cũng có thể là các bạn buộc vào gốc cây các bạn đâm được nhá. Nhưng mà mình thường mình hay giật tay ấy. Bây giờ mình sẽ ra cuộn dây này ra đằng kia nha anh em, xong mình giật tay cho mọi người xem nhá. Đại trà này là thả lên là nó đón nhiều gió ấy, nên giật tay chỉ cần nó lên phát là nó lên luôn. Gió đẹp luôn anh em ơi. Gió đẹp luôn rồi. Thôi, để lỗi anh em ơi. Để cái hơi bị lỗi rồi. Bây giờ phải đặt lại nhá anh em nhá. Nó bị lộn. Không được. Anh em ơi, với nó bị lộn kia mình phải ra mình chỉnh lại diều. Bây giờ ra dây dài dài tí giật nha anh em nhá. Anh em một phát này có lên không ạ? Không lên thì phải 2-3 phát mới lên anh em ạ. Còn đang bị dây nó vướng vào cái mô đất kìa. Nếu mà gió đẹp mà để
tầm này là lên được rồi anh em ơi. Cắm thế này là cũng được rồi đấy anh em ạ. Giật thứ cho anh em xem nhá. Đợi có cơn gió to kìa anh em ơi. Đằng xa kia là cây chè nó đang ngọn chè đang gió đang thổi vào kìa. Đấy, bắt đầu tí nữa, một tí nữa giật là vừa nha anh em nhá. Đây giật luôn nha anh em nhá. Giật luôn đi. Lên rồi anh em. Lên rồi, lên rồi. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ nhả dây cho nó lên anh em ạ. Mình để lèo cao ấy nên là nó cũng dễ lên. Quá đẹp luôn anh em ơi. Lên rồi. Lên rồi anh em. Ôi đừng gục nha anh em nhá. Lên đây, lên đây, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Gió nhẹ nhẹ thôi, chắc cũng đủ lên anh em. Bây giờ vừa lên vừa cho nó lên vừa ra dây cho anh em ơi. Cho lên nó cất cao lên luôn. Không sợ nó rơi nữa. Nào lên nào. Lên đẹp anh em ơi, úi giời. Gió mút luôn anh em nhá. Mút luôn rồi, trên nó to lắm. Căng đét luôn rồi. Đẹp đây anh em ơi. Ui. Tí líp sáo luôn anh em nhá. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Mình đang để nèo cao ấy. Nè dìa lên nó hơi đứng dìa anh em ạ. Trên gió đẹp luôn. Ở dưới nghe có vẻ không có gió mấy nhưng mà lên trên này nhìn thấy dìa nó lên nó mới căng anh em ạ. Ở dưới thì này không thấy có gió mấy, gió nhẹ nhẹ thôi. Dưới thì gió phe phải nó không đèo, nó theo cơn. Tuyệt vời rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn, lên này là đã sướng rồi. Làm sao mà cái dèo cứ phải lên được quay video cho mọi người xem mới phê đấy. Đấy lên luôn anh em này. Đó. Lên rồi, đẹp vô. Quá đẹp rồi anh em ơi. Bây giờ ra cuộn dây này cho dèo nó lên nó bay cao này anh em nhá. Cái giống đại trà này thì gió bé là nó cũng dễ lên anh em ạ. Nó dễ lên cực luôn. Cái này ok rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn. Cứ bay như này là được rồi anh em ạ. Đây là đẹp rồi. Mấy hôm nay có mình có bay cái đầu mấy hôm nay gió toàn bé anh em ạ. Cũng gió đông nhưng mà gió đông ấy nó không gió trên ấy. Nó toàn gió dưới rồi nên được tí ông dèo lại xuống em ạ. Gió thế này là ok ngon rồi. Cứ cho ra dây tầm 100 mét là dèo lên là ngon ngay anh em ạ. Đấy, gió nó đại đấy này em ơi. Bây giờ ra dây. Quả này không đẩy được rồi, quả này là phải kéo rồi. Kéo nó hết tầm gió anh em. Nó phải lên trên cao hẳn lắm mới có. Đúng cái tầm gió đấy. Tầm này nó lên nó mút hẳn anh em này. Úi giời lên tuyệt vời luôn anh em này. Trên cao gió mút luôn. Căng đét luôn anh em nhìn dây này. Anh em nhìn dây căng đét anh em biết này. Quá tuyệt vời rồi anh em ạ. Chiếc dầu đã cất cánh vào lên một cách rất là êm đẹp. Gió trên gọi là cũng ok nha anh em nhá. Sáo một kêu như này là gió trên cũng to đấy. Lúc lên là hơi líp sáo một tí anh em nhá. Đấy, bắt đầu được cơn gió nó lên này, nó thốc dầu lên này. Anh em ơi, gần 200 mét nha anh em nhá.
gần 200 mét là đại trà đã nhao trên bầu trời rồi anh em nhé. Quá là tuyệt vời luôn anh em nhé. Hôm nay lâu lắm rồi mới được trận gió mà nó đẹp như này. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Bây giờ chắc là mình sẽ buộc dây vào cái nhà em của mình ở đây, cái mái tôn xanh xanh này. Hoặc là mình sẽ đi về anh em để cho diều nó bay nhá. Tầm này là không rơi nữa đâu anh em ạ. Diều là cứ thế này thôi, cứ niệng niệng này thôi. Đại trà là dòng diều nó rất là dễ lên, bởi vì là thân nó to, bụng nó lại to nữa, xây xong là nó lại đựng nhiều gió ấy, gió bé nó cũng dễ lên anh em nhé. Xong mình lại cho lèo cao nữa này, dèo lên quá là ok luôn. Rồi anh em ơi, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá. Hẹn gặp anh em ở những video có những cái siêu phẩm mới nhất và là những cái chiếc diều mà đẹp. Bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Chào mọi người nha.